Thưa quý vị, tối qua Công an phường An Hải Đông, quận Sơn Trà đã bắt giữ 4 đối tượng trong độ tuổi vị thành niên. Trong 2 ngày, các đối tượng này đã trộm cắp 5 xe mô tô các loại. Chiều qua tại ngã tư Phạm Cừ Lượng, Võ Văn Kiệt, tổ tuần tra Công an phường An Hải Đông, quận Sơn Trà phát hiện nhóm thiếu niên điều khiển xe mô tô chở 3 người và kéo theo xe máy biển số 92N78207. Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận cả hai chiếc xe đang dùng là vừa trộm cắp mà có. Tôi gồm 4 người và anh Quân Phường Minh được một chiếc Dream đi chung. Cái thái chi không có người vô dắt rầu chạy tới chỗ mô vắng, không có người sang lầu rút chai ra trả lại, rồi chiếc xe nó trống bóng, rồi lại tiếp tục đi kiếm xe. Cái thái dương vi tư xong rồi con vô dắt đi tới thấy ở bê không có người, có chìa khóa ngoài, mình chạy tới lái chiếc AB rồi chạy qua cầu Thiên Sơn. Nhóm đối tượng dây này có độ tuổi từ 13 đến 14, gồm 4 thành viên, 3 nam, 1 nữ. Các đối tượng đang đi học, bỏ nhà đi lang thang, trộm cắp tài sản của người dân để sử dụng và bán tiêu xài cho cả nhóm. Riêng trong 2 ngày liên tiếp, 10 và 11 tháng 7, 4 đối tượng đã trộm 5 xe mô tô của người dân dựng trước nhà tại các phường Thọ Quang, An Hải Đông, An Hải Tây và phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà. Công an phường An Hải Đông cho biết, tuy còn nhỏ nhưng các đối tượng đã nhiều lần bị công an các địa phương xử lý hành chính về các tội gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản. Công an phường khuyến cáo người dân không nên để xe bên ngoài khi không có người trông coi. Trong thời gian gần đây thì nổi lên cái một số đối tượng, đặc biệt là có đối tượng trộm cắp nhí là dưới 14 tuổi. Vì vậy là các đối tượng này là thường xuyên là đi bỏ nhà đi lang thang, lợi dụng sự sơ hở của người dân và để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản cũng như là cá nhân của mình, từ đó cũng nâng cao ý thức và nâng cao ý thức để phòng chống tội phạm và bảo vệ tài sản của mình và của toàn xã hội. Được biết, từ đầu năm đến nay, qua tuần tra cơ động, Công an phường An Hải Đông, quận Sơn Trà đã phát hiện xử lý hơn 30 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 15 vụ trộm cắp tài sản công dân trên địa bàn quận.